Đây là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần trên băng tần 57.19 tại Nam Cali, 16.12 tại Bắc Cali cũng như trên Galaxy 19 và trên mạng qua địa chỉ ibctv.us. Chúng tôi là Thiện Định và Xuân Anh xin kính chào quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật trong phần tin thế giới cũng như Hoa Kỳ. Tổng thống Putin thăm nhà máy sản xuất vũ khí ở vùng Tula của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát nhà máy sản xuất Kalashnikov. Trung Cộng tập trận chung với Nga để cảnh cáo Nhật và liên minh AUKUS. Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi thế giới tiếp tục đoàn kết ủng hộ Ukraine. Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân gặp gỡ các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia. Và bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xứng ngôn viên Thiện Định. Cảm ơn Xuân Anh. Chúng tôi xin được mở đầu với bản tin liên quan tới cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Một bản tin cập nhật cho biết là Tổng thống Putin vừa thăm nhà máy sản xuất vũ khí ở vùng Tula. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tula, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một phòng thiết kế chế tạo khí cụ chính xác ở Tula, nơi nghiên cứu sản xuất nhiều loại vũ khí nổi tiếng từ thời Xô Viết. Tại đây thì nhà lãnh đạo nước Nga đã đi thăm xưởng lắp ráp vũ khí và xem xét một số các mẫu vũ khí mới được sản xuất. Tổng thống Putin cũng dành thời gian trao đổi với các cán bộ công nhân nhà máy. Công ty cổ phần phòng thiết kế chế tạo khí cụ chính xác Tula, hay viết tắt là KBP, là đơn vị thiết kế và chế tạo vũ khí chính xác hàng đầu của Nga, là tiền thân của phòng thiết kế công cụ thời Liên Xô, thành lập năm 1927 tại thành phố Tula. Phòng thiết kế Tula nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí bộ binh, bao gồm súng trường, súng máy, đại bác, hỏa tiễn chống tăng, hỏa tiễn phòng không bộ binh. Và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã thị sát nhà máy sản xuất Kalashnikov. Hãng tin TASS vào ngày 23 tháng 12 đã trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết ông Sergei Shoigu đã có chuyến đi thị sát các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đóng tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Được biết, chiến dịch quân sự đặc biệt là cách Nga gọi hoạt động của quân đội nước này khi xâm lược tại Ukraine từ cuối tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã kiểm tra điều kiện khai triển nhân lực và thiết bị quân sự tại các địa điểm đầu tạm thời của các đơn vị quân đội. Ông cũng kiểm tra điều kiện ăn ở, sưởi ấm và thực phẩm của quân nhân và cũng nhấn mạnh việc cung cấp hỗ trợ toàn diện cho lực lượng ở tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ cụ thể khu vực hoặc các địa điểm mà ông Shoigu được cho là đã đến. Bộ Quốc phòng Nga hôm ngày 18 tháng 12 đã cho biết ông Shoigu đã bay quanh các khu vực trại binh lính và kiểm tra các vị trí ở tiền phương của các đơn vị Nga, song cũng không nói rõ ông đã đi đâu hoặc chuyến đi diễn ra khi nào. Điện Kremlin hồi đầu tuần cũng úp mở xác nhận thông tin Tổng thống Vladimir Putin có thể đã đến vùng chiến dịch quân sự đặc biệt để gặp gỡ các chỉ huy tại đây. Và trong lúc đó thì Trung Cộng tập trận chung với Nga để cảnh cáo Nhật và liên minh AUKUS. Nga và Trung Cộng phô trương sức mạnh hải quân trong đợt tập trận từ ngày 21 cho tới ngày 27 tháng 12 trên biển Hoa Đông, cách bờ biển của Đài Loan không xa lắm. Theo hãng tin của Hoa Kỳ là AP thì Mạc Tư Khoa huy động toàn dương hạm có trang bị hỏa tiễn định hướng, soái hạm lớn nhất của Nga và nhiều tàu hộ tống, máy bay trực thăng của hạm đội Thái Bình Dương Nga. Còn Trung Cộng thì điều tàu khu trục, tàu tiếp liệu cùng với tàu ngầm, máy bay tuần tra để chống tàu ngầm và trực thăng để tham gia chiến dịch có tên là Joy C-20-22. Thông tín viên của đài RFI tại Bắc Kinh là Stephen Ligord nhấn mạnh đến thông điệp của Trung Cộng qua cuộc tập trận này. Đây trước hết là một cơ hội để Hải quân Nga và Trung Cộng biểu dương lực lượng, khoe từ tàu ngầm cho đến chiến đấu cơ chống tàu ngầm. Trong số những phương tiện Nga huy động cho cuộc tập trận chung lần này thì soái hạm Sapochnikov đã rời cảng Vladivostok hồi cuối tuần qua. Đây là tàu chiến lớn nhất của hải quân Nga để đối phó với kẻ thù ở sâu dưới lòng biển. Còn về phía Trung Cộng thì Bắc Kinh huy động một tàu ngầm, nhiều tàu tuần tra chống tàu ngầm ra ngoài khơi Chu Sơn.
thuộc tỉnh Chiết Giang, cách bờ biển của Đài Loan chừng 350 cây số. Đây là một thông điệp để nhắm vào liên minh quân sự Hoa Kỳ, Úc, Anh Quốc, viết tắt là AUKUS, đồng thời nhắm tới Đài Loan lúc mà Đài Loan chuẩn bị khánh thành tàu ngầm tự chế đầu tiên vào tháng 9 năm 2023. Đây còn là một tín hiệu mạnh mẽ nhắm tới Nhật Bản, vì Tokyo vừa điều chỉnh chiến lược phòng thủ và an ninh quốc gia, đồng thời tăng đáng kể ngân sách về quân sự. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết sau 74 năm yêu cầu chấm dứt bạo lực ở Miến Điện. Hôm ngày 21 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên về Miến Điện sau 74 năm yêu cầu chấm dứt bạo lực và hối thúc chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm cả nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi, theo hãng thông tấn Reuters. Miến Điện rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội chiếm quyền từ tay chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, giam giữ bà và các viên chức khác, đồng thời đáp trả các cuộc biểu tình và bất đồng chính kiến ủng hộ dân chủ bằng vũ lực sát thương. Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward phát biểu sau cuộc bỏ phiếu về nghị quyết do Anh soạn thảo đã cho biết, hôm nay chúng ta đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới quân đội rằng họ chớ nghi ngờ, chúng ta hy vọng nghị quyết này sẽ được thi hành đầy đủ. Chúng ta cũng gửi một thông điệp rõ ràng tới người dân Miến Điện rằng chúng ta tìm kiếm sự tiến bộ phù hợp với các quyền của họ, mong muốn và lợi ích của họ, bà Woodward đã nói với hội đồng có 15 quốc gia thành viên. Từ lâu đã có sự chia rẽ về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Miến Điện với việc Trung Cộng và Nga tranh cãi về hành động mạnh mẽ này. Cả hai nước này đều bỏ phiếu trắng hôm ngày 22 tháng 12 cùng với Ấn Độ. Trong khi đó, 12 thành viên còn lại bỏ phiếu thuận. Trung Cộng vẫn có những lo ngại. Đại sứ Trung Cộng tại Liên Hợp Quốc Trương Giang đã nói với hội đồng sau cuộc bỏ phiếu, không có giải pháp nhanh chóng cho vấn đề, cuối cùng thì vấn đề có thể được giải quyết đúng đắn hay không, về cơ bản và duy nhất phụ thuộc vào chính Miến Điện. Và một bản tin cập nhật tại Anh cho biết nhà vô địch World Cup của năm 1966 có tên là Cohen của Anh vừa qua đời. Hậu vệ cánh phải của đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966, George Cohen, đã qua đời ở tuổi 83. Và câu lạc bộ cũ là Fulham của ông thông báo hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 12. Ông Cohen nổi tiếng quốc tế vào năm 1964 và tiếp tục đại diện cho đất nước của mình 37 lần, đóng vai trò quan trọng trong thành công duy nhất của Anh tại World Cup. Ông ấy đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho câu lạc bộ Fulham, có 459 lần ra sân cho đội bóng phía Tây của London. Mọi người tại câu lạc bộ bóng đá Fulham vô cùng đau buồn khi biết về sự ra đi của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay của chúng tôi, quý ông George Cohen, MBE. Fulham đã viết trên tài khoản Twitter chính thức của câu lạc bộ như vậy. Và sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, xứ ngôn viên Thiện Định và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi quý vị bản tin Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi trên truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.